đi vào những bản tin thời sự nóng bỏng mà các quý vị đang chờ đợi với cái tựa đề Tại sao Nga đột ngột giảm bớt xuất khẩu dầu hỏa? Tại sao vậy? Cái nguồn dầu hỏa là cái nguồn tiền huyết mạch sống còn của đất nước Nga ngày hôm nay. Các quý vị cũng biết là Nga hiện bây giờ không có bán được cái gì hết. Một cái quốc gia mà chỉ có mua mà không có bán là cái quốc gia đó là cái quốc gia nghèo nàn. Và Nga chỉ có bán dầu hỏa và khí gas để đem lại cái nguồn tiền cho đất nước của mình. Khi lúc đó cái nền kinh tế của Nga đang suy yếu và Nga cần rất là nhiều tiền để sản xuất vũ khí để nuôi chiến tranh. Các quý vị cũng biết là nuôi chiến tranh nó tốn kém nhiều lắm. Phải chế tạo đạn dược, chế tạo hỏa tiễn, phải nghiên cứu, rồi phải nuôi binh sĩ, phải trả lương cho binh sĩ. Tất cả cái đó phải cần nhiều tiền. Mà cần có tiền là phải bán ra những sản phẩm. Bỗng nhiên một ngày đẹp trời ngày hôm nay, Nga công bố rằng sẽ giảm đi tới 3-50% về vấn đề xuất khẩu dầu hỏa. 3-50%. Đây là con số không hề nhỏ. Tất nhiên là khi sự công bố của Nga nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề năng lượng của toàn cầu. Vì vấn đề dầu hỏa nó có thể tăng vọt trong những ngày kế tiếp. Nhưng mà nguyên nhân và lý do, đặt một cái câu hỏi. Cái câu hỏi nó đơn giản là không còn nữa. Bởi vì cái cuộc chiến tranh này, Ukraine trong thời gian đặc biệt là 6 tháng gần đây, đã tiêu hủy gần 20% cái nơi lọc dầu, sản xuất dầu của Nga trên khắp nơi trên đất nước. 20% đã bị tấn công chúng. Và trong đó có 14% cái khả năng sản xuất dầu hỏa của Nga đã giảm bớt nghiêm trọng. Nga cần rất là nhiều dầu hỏa để cho cái cuộc chiến này. Nga phải bắt buộc phải có cái kho dự trữ để lỡ ra không may. Cắt như vậy. Nên là lý do đó nó đã dẫn đến cái sự bế tắc Nga sản xuất dầu hỏa. Khi đó cách đây không lâu thì Ukraine còn mới cắt cái ống dẫn dầu của Nga từ Nga đến Ukraine, Ukraine đến Hungary. Các quý vị cũng biết đó, đến Hungary. Mà bây giờ thì Nga vẫn không có đủ khả năng để mà bán dầu hỏa. Đây cũng là một cái dấu hiệu rất là rõ nét là Nga đang suy thoái nghiêm trọng và nền kinh tế của Nga đang gặp vấn đề, đang gặp vấn đề. Nga gặp vấn đề là tin vui cho chúng ta, tin vui cho Ukraine. Vì nền kinh tế của Nga sụp đổ thì Putin không thể tiếp tục cuộc chiến được. Putin không có tiền thì Putin không thể tiếp tục cuộc chiến tranh này được. Trừ khi Putin bán đất cho Trung Quốc để đổi lấy tiền. Đây là bản tin đầu tiên khá là hấp dẫn. Nói về ông Hungary thì ngày hôm nay vấn đề của ông Hungary rất là nghiêm trọng. Các quý vị còn nhớ ngày hôm qua đó, Nguyên chia sẻ với các quý vị đó là cái buổi họp đó, vào tháng 9 đó. Đúng ra là người ta sẽ tổ chức ở tại thủ đô Hungary, đó là Budapest. Nhưng là bởi vì người ta tức giận ông Viktor Orbán sau cái chuyến đi thăm ở tại đất nước Nga, thăm Putin. Nó đã dẫn đến châu Âu người ta tẩy chay, người ta không họp ở tại Budapest mà người ta họp ở tại thành phố Brussels. Và bữa nay nó đã xảy ra những sự tranh chấp rất là dữ dội. Sự tranh chấp sau đây, Hungary đã làm khó dễ và cho rằng là các hành động của Ukraine và hành động của những cái quốc gia ủng hộ Ukraine đang tẩy chay Hungary. Nên là Hungary sẽ làm khó dễ cái gói trợ cấp sắp tới. Cái gói trợ cấp sắp tới cho Ukraine. Hungary nói rằng nếu trong tương lai châu Âu đưa ra cái gói trợ cấp cho Ukraine, chúng tôi sẽ phản bác. Chúng tôi sẽ bỏ phiếu chống. Ukraine sẽ không nhận được một đồng đến từ châu Âu đâu. Đó. Đây là lời mạnh miệng của phía bên ngoại giao Hungary trong cái vấn đề mà hiện bây giờ người ta đang tẩy chay và cái ống dẫn dầu Ukraine đang đóng. Vì ông ta đã hăm dọa rằng là cái bỏ phiếu kế tiếp, cái gói trợ cấp thì cứ mỗi năm Ukraine sẽ nhận được cái gói trợ cấp đến từ châu Âu khoảng tầm 50 tỷ. Thì kêu là cái gói trợ cấp sắp tới tôi không bỏ phiếu. Ngay lập tức bài phát biểu của Hungary được loan tả ngay lập tức thì nhiều quan chức cao cấp trong Liên minh châu Âu đã muốn mở một cái buổi họp để đuổi Hungary ra khỏi tổ chức của mình. Chết Hungary chưa? Lần đầu tiên
nhiều quan chức của châu Âu đã muốn mở một cái buổi họp thảo luận để đuổi Hungary ra khỏi châu Âu, ra khỏi liên minh. Đây là lần đầu tiên các quý vị trong lịch sử. Nguyên không biết có đuổi được hay không thì Nguyên không rõ. Nhưng cái vấn đề này là cái vấn đề là người ta đã thảo luận. Người ta muốn mở một cái buổi họp để đuổi ra khỏi. Quậy quá mà. Ông Hungary ông quậy quá, tôi chịu không nổi. Ông vô đây ông quậy quá. Ông phá vỡ cái sự đoàn kết của chúng tôi. Và ông cứ quậy hoài. Nên là hiện bây giờ ông Joseph Borrell, ông ta nói là bây giờ tôi nhận được nhiều đơn muốn mở ra một cái buổi họp. Mà cái buổi họp trọng tâm là đuổi Hungary ra khỏi liên minh. Chúng ta suy nghĩ như thế nào về cái đề tài này? Thì phải chờ qua được cái sự đồng ý của bà chủ tịch, đó là bà Ursula von der Leyen, thì sẽ có buổi họp. Sẽ có buổi họp. Hiện bây giờ thì bởi vì Hungary đang làm cả trớn, Hungary chưa cái gì hết thì đã đe dọa là sẽ không giúp đỡ Ukraine trong những cái ngày kế tiếp. Nếu buổi họp về vấn đề tiền bạc yểm trợ cho Ukraine thì Hungary đã phản bác. Nghiệp nó quật chắc là vậy. Nghiệp quật, thầy Nguyên nói rồi. Nghiệp cái này nó lẹ lắm. Nghiệp nó quật. Nghiệp quật. Hungary sắp sửa bị nghiệp quật rồi. Nha. Bản tin liên quan đến Hungary. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật cho cô chú anh chị em bản tin của Anh Quốc. Báo của Anh Quốc mới vừa công bố Anh Quốc đang thí nghiệm đầu tiên loại vũ khí laser. Ở nhiều quốc gia có công nghệ laser, nhưng hiện bây giờ vẫn chưa có quốc gia nào mà đạt được cái tiêu chuẩn tối đa hết, mong đợi hết. Hiện bây giờ thì vũ khí laser là cái vũ khí mà người ta cần thiết để thay thế cái hệ thống phòng không. Vì cái hệ thống phòng không nó quá đắt đỏ, tốn kém, chi phí quá nhiều. Và hệ thống laser thì nó rẻ hơn nhiều. Nên là bây giờ là những cái quốc gia mà có công nghệ laser nó chỉ có 3-4 quốc gia thôi. Thì Mỹ có nè, Pháp có nè, Anh Quốc có nè, là 3 quốc gia chính có nè. Còn những quốc gia khác đều có, Nga cũng có. Nhưng mà cái trình độ nó chưa đã đạt được. Và nó cũng chưa phải là cái vũ khí nó bước vào trong cuộc chiến. Tuy rằng chúng ta có nghe nhiều tin đồn là vũ khí laser, nhưng thực tế là chưa có cái vũ khí nào nó thực tế nó áp dụng được hết. Và ngày hôm nay thì chính phủ của Anh Quốc họ đã công bố cụ thể là họ đang thí nghiệm vũ khí laser. Khi lúc đó Mỹ vẫn chưa tiết lộ ra vũ khí laser của mình. Mỹ có, Pháp có, nhưng mà chưa bao giờ tiết lộ ra bên ngoài hết. Thì cách đây không lâu, ông Trung Quốc ông đã nổ banh xác luôn. Trung Quốc nói rằng là chúng tôi đang nghiên cứu và chuẩn bị đưa ra sản xuất loại vũ khí laser đầu tiên nhất trong lịch sử. Loại vũ khí của chúng tôi có thể ngăn chặn một lượt 10 cái quả tiễn siêu thanh, Mach 20. Có nghĩa là loại quả tiễn mà nó bay 20.000 cái số một giờ đó. Ông Trung Quốc ông nói đó, ông đang chế tạo ra một cái loại vũ khí laser phòng không của Trung Quốc, Made in China, mà có thể ngăn chặn một lần 10 cái quả tiễn, chứ không phải là một cái, mà ngăn chặn luôn những cái loại quả tiễn mà nó bay với cái tốc độ 20.000 cái số một giờ. Các quý vị nghe, 20.000 cái số một giờ ngăn chặn được hết. Được hết. Made in China. Tin được không các quý vị? Có tin được không? Nguyên không biết các quý vị có tin hay không, chứ là Nguyên hơi khó tin đó. Nguyên là không thể tin nổi cái việc này rồi. Nó thật chứ các quý vị nổ thì cũng nổ vừa vừa. Thì cái chuyện thế Nguyên nói là mình nổ đó, ai cũng thích nổ hết. Đúng không? Thí dụ mà Việt Kiều Mỹ ở bên Mỹ đó, mình làm cắt cỏ, thì về Việt Nam không lẽ mình nói mình đi cắt cỏ. Anh làm môi trường em, anh làm trong môi trường, thiên nhiên môi trường anh làm việc em. Mình làm thợ hồ kinh gạch muốn chết luôn. Không lẽ về Việt Nam mà mình kêu là mình làm thợ hồ thì kỳ lắm. Anh làm kiến trúc em, xây dựng em. Yeah, xây dựng kiến trúc anh làm đó. Thì ai cũng có nổ một nào đó, nhưng mà nó nổ vừa vừa thôi. Nó nổ làm sao người ta tin được kìa. Mà nổ cái gì mà nổ dữ quá làm sao tin được các vị. Khó tin quá. Nên là cái báo cáo mà Nguyên đọc, cái báo cáo về vấn đề vũ khí quân sự đó, thì Trung Quốc khoe rằng là đây là vũ khí đầu tiên của thế giới.
mà Trung Quốc sẽ là người đi trước thời đại sản xuất nó kìa. Hệ thống phòng không laser của Trung Quốc ghê thiệt. Thôi thì ai cũng có quyền nổ mà, quan trọng là mình né là được rồi. Người ta nổ thì người ta nổ, mình né thì mình né chứ. Chứ bây giờ người ta nổ mà đứng gần đó, miễn nó văng chết thì sao. Nên là Nguyên lúc nào đọc báo Trung Quốc là Nguyên cũng mặc áo giáp hết, nó chắc cứu một chút xíu. Ngoài ra thì cho Nguyên cập nhật của bản tin buồn cho Italy. Một chiếc máy bay phi cơ chiến đấu của Ý đã bị rơi ở miền Bắc Úc Châu cách đây không lâu, chắc là vài tiếng đồng hồ. Nguyên mới vừa nhận cái bản tin này, Nguyên cũng đọc chưa rõ. Nguyên cũng đọc chưa rõ vì lúc mà chương trình nó mới vừa ấy thì Nguyên người ta mới vừa gửi báo cho Nguyên. Lúc nãy Nguyên mới là chương trình xong thì Nguyên mới vừa nhận được cái cương báo đó thì Nguyên cũng không có rõ. Nên là Nguyên biết là có một sự trực thăng chiến đấu, không biết là tập trận chung giữa Úc Châu hay gì đó, hay có vấn đề trục trặc gì đó, loại máy bay của Italy sản xuất của Ý đã bị rơi ở tại miền Bắc của Úc Châu. Ở đây cũng là một cái sự hiếm hoi, sự hiện diện máy bay của Ý ở tại Úc, rồi không biết nguyên nhân và lý do gì mà nó đã bị một sự tai nạn và nó đã rơi ở miền Bắc của nước Úc. Đây là một bản tin nhỏ khác mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ chúng ta đi đến một bản tin Á Châu chúng ta khá là chấn động. Đó là sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chánh quyền của Belarus đang ở Bắc Triều Tiên. Nguyên thấy cái mồi là hết ông Nga đến ông Belarus rồi. Các vị biết là Nga đã bắt tay liên minh với Bắc Hàn, liên minh quân sự, đối tác chiến lược, yểm trợ cho nhau. Nếu Bắc Hàn bị tấn công thì Nga sẽ gửi lực lượng yểm trợ. Và nếu Nga bị tấn công thì Bắc Hàn sẽ gửi lực lượng yểm trợ. Và bây giờ thì Nguyên thấy có cái mồi là Belarus cũng đang muốn làm tương tự như vậy. Hiện bây giờ với cái tình thế chiến tranh ngày hôm nay vô cùng nguy hiểm, tình trạng biên giới giữa Ba Lan và Belarus đang căng thẳng, thì Nguyên nghĩ là Belarus đang tìm đồng minh để bảo đảm cái trật tự an ninh quốc gia mình. Vì tương lai không ai biết được, tương lai đâu có ai biết giữa NATO và Nga có xung đột hay không. Và Belarus sẽ là một cái nơi, sẽ là một cái nơi chịu đạn đầu tiên nhất. Nên là Nguyên thấy cái mồi ngày hôm nay phái đoàn của Belarus, trong đó nó có gồm bộ trưởng này, bộ trưởng kia, nhiều ông bộ trưởng, đã đến Bắc Hàn để gặp Kim Jong Un. Thì theo Nguyên, cái cảm nhận của Nguyên á, đây là cái bước đầu tiên. Đợt trước Nga cũng vậy, là gửi nhiều bộ trưởng trước, sau đó thì tổng thống mới đến sau, thì ngay lập tức là sẽ có ký một cái liên minh. Thì bây giờ thì Nguyên thấy Belarus hình như có cái ý đồ y hệt như Nga. Không biết các quý vị có nghĩ như thế nào, các quý vị là Belarus sẽ có ký liên minh với Bắc Triều Tiên không? Các người cũng biết mà, toàn là những cái quốc gia độc tài đồ mới có cái Red Bull không à. Nó là cái điều đó đó. Để chờ cái xe cắt cỏ đi Nguyên. Các người cũng biết là Nguyên thấy là chắc là có đó, Nguyên nghĩ là có đó, Nguyên thấy cái mồi là có đó. Nguyên thấy là ông Nga ông làm ngon lành cành đào quá. Thấy ông Nga ông làm ngon lành cành đào quá, ông Belarus ông cũng bắt trước theo sau. Nguyên thấy cái mồi là có rồi các quý vị. Nguyên thấy cái mồi là có. Đây là cái bản tin mà đáng lo đó. Mai mốt tới Iran bây giờ nè, nó là cái điều mà người ta lo sợ nó có thể thành sự thật đó. Là Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, Iran. Có thể là sự thật đó. Thấy càng ngày cái dấu hiệu nó đang đi đến cái giai đoạn đó. Đây là bản tin liên quan đến Belarus mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Nhưng nó không phải là cái bản tin nóng nhất của ngày hôm nay. Bản tin nóng nhất của ngày hôm nay đó là một sự tiên tri, một nhà tiên tri ở tại Hoa Kỳ. Đây là một vị linh mục mà gần đây Nguyên chia sẻ khá nhiều về ông ta. Bởi vì gần đây những cái sự tiên đoán của ông ta nó quá đáng sợ. Các vị biết là vài ngày nữa ở tại Liên Hiệp Quốc, vài ngày nữa ở tại Paris sẽ tổ chức Olympic, Thế vận hội. Và ông ta đã tiên đoán rằng là cái Thế vận hội của Pháp nó sẽ không được suôn sẻ và nó cuộc khủng bố. Cuộc khủng bố của Pháp nó sẽ dẫn đến cái cuộc xung đột chiến tranh cả toàn cầu. Nó liên lụy đến như vậy. Sau đó rồi thì sẽ có cơn dịch bệnh khủng hoảng, sẽ làm khoảng tầm 400 triệu người
thiệt mạng. Đây là cái tiên đoán của ông cách đây vài ngày trước. À, vài ngày trước. Ông này ông tên gì? Brandon. Brandon. À, vị mục sư này là Brandon. Vị mục sư này gần đây bữa nay lại tiên đoán thêm một cái vấn đề động trời liên quan đến bầu cử tại Hoa Kỳ. Vị mục sư cho rằng là cựu tổng thống Trump sẽ còn bị ám sát thêm một lần nữa. Cựu tổng thống Trump sẽ còn bị ám sát thêm một lần nữa. Đặc biệt là người phụ nữ tóc vàng mới chết chứ. Nguyên không biết vị linh mục này mà sao tiên đoán ghê dữ vậy. Người ta tiên đoán bị ám sát được rồi, ổng còn khẳng định là tóc vàng. Nguyên là nể ổng luôn. À, Nguyên là nể ổng luôn. Và tiên đoán thì có nhiều nhà tiên tri và có nhiều nhà tiên đoán lắm. Tất nhiên là có đúng và có sai. À, và ông Brandon này ổng tiên đoán làm cái kiểu nào mà ổng khác xác định là người phụ nữ tóc vàng. Cái điều đó là Nguyên nể đó. Đó bây giờ là các cái vị mà thấy ai mà phụ nữ tóc vàng ở meeting nha. À, là phải cẩn thận nha. Yeah. Thì đây là cái bài tiên đoán của ông. Thì về cái vấn đề này, đặc biệt là các vị biết là trong cái giai đoạn mà bầu cử tại Mỹ mà đang khá là phức tạp. Còn cái vấn đề ám sát nó rất là vấn đề nhạy cảm. À, kinh quá, đúng vậy. Đó là cái điều là Nguyên thấy là ông tiên đoán mà ông nói đúng một cái. Trời ơi là trời ơi, Nguyên bái ông làm sư phụ liền. Đó, Nguyên bái ông làm sư phụ, Nguyên qua bên bển rồi kêu sư phụ, Nguyên bỏ thầy của Nguyên. Con có sư phụ của con rồi mà sư phụ của con không linh bằng thầy. Nên là con bỏ sư phụ của con bỏ thầy quen của con. Con qua theo thầy Mỹ Brandon. Brandon, con qua bên bển là con lại chú con, lại chú cha đó. Đó, đó, con đi theo sư phụ liền. Thì hiện bây giờ trong một cái bối cảnh đất nước Mỹ đang khá là nhạy cảm về vấn đề này. Đặc biệt là một cái vấn đề mà phải nói là nó đang ở trong một cái giai đoạn mà mình nói là một trong cái giai đoạn nguy hiểm. Khi lúc đó đảng Dân Chủ đang tìm ra những âm mưu để mà ngăn chặn cựu Tổng thống Trump. Và đặc biệt là có rất là nhiều người Mỹ cũng không muốn cựu Tổng thống Donald Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc. Nên là cái vấn đề ám sát nó có thể xảy ra. Nguyên đã từng tâm tình cái điều đó. Và bây giờ ổng tiên đoán cái điều này. Tất nhiên là ngay chăng một cái giai đoạn mới vừa ám sát không lâu nữa. Làm cho người ta lo lắng. Làm cho người ta lo lắng các quý vị. Làm cho rất là nhiều người lo lắng. Ây da. Đây là một bản tin mà các quý vị hãy nên thận trọng. À, và tất nhiên là tiên đoán thì nó lời tiên đoán tùy ai có tin hay không tin thì tùy mọi người. À, cái điều đó thì Nguyên không có nói. Nguyên chỉ có điều là Nguyên thấy nó một cái sự đặc biệt đó. Là vị mục sư này tiên đoán đó, à, có nêu lên tới tóc vàng nữa. Cái điều đó là Nguyên ngạc nhiên. À, Nguyên khá là ngạc nhiên khi ông ta tiên đoán chính xác như vậy. Làm cho Nguyên cũng đang phân vân lo lắng. Không lẽ là ở bên Mỹ có một vị mục sư mà tài ba như vậy sao? Đó, đó, đó là Nguyên cũng đang chờ đợi theo dõi sát cái bầu cử năm nay. À, ngày hôm nay thì bản tin được chia sẻ rầm rộ ở tại nhiều khắp nơi trên thế giới. Đó là một cái khảo sát và cho rằng là phó tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris đó, đang dẫn đầu trên cựu tổng thống Trump. Có thật vậy không ta? Ồ, cô bác nữa là bà Nancy á, bà Nancy tóc vàng hả? Không, Nguyên không nhớ bà, Nguyên không biết bà có tóc vàng hay không. Bà Nancy bà nhuộm nhiều tóc lắm, tóc bà bạc, bà 80 mấy tuổi tóc bà bạc, bà nhuộm đủ thứ màu hết á. Nhiều khi bà nhuộm màu nâu, nhiều khi bà nhuộm màu đen, nhiều khi bà nhuộm màu vàng. Mà tóc bà là màu bạc là chắc rồi đó, bà Nancy tóc bà màu bạc. Để bà nhuộm nhiều màu thôi, chứ bà Nancy thì Nguyên không có nghĩ là bà thì không ưa gì bác Trump rồi. Nhưng mà bà cũng không dám làm cái điều đó đâu. Có nhiều cô chú anh chị em suy luận là bà Nancy. À, có nhiều cô chú anh chị em suy luận là bà Nancy. Thì quý không có biết bà cũ chủ tịch quốc hội của Hoa Kỳ. Trong Nguyên nói về cái vấn đề khảo sát ngày hôm nay, nó nói là bà phó tổng thống dẫn đầu trước cựu tổng thống Trump. Nguyên nó có thật không? Khảo sát ở đâu vậy? Lụm ở đâu ghé? Cho Nguyên nói các quý vị đừng có tin những cái khảo sát đó. Cái khảo sát là cái gì? Là có một cái anh đó, anh cầm cái tờ giấy. Anh cầm cái tờ giấy. Anh đứng ngoài đường, anh nói, ê chị, anh ơi anh, có 2 phút cho em được không? Em có vài câu hỏi, anh có dành 2 phút cho em trả lời được không? Đó. Rồi họ hỏi khoảng 1.000 mấy người, 2.000 người gì đó. Rồi có họ thống kê vô.
À, họ thống kê ai thấy chưa? Mà Harris dẫn đầu hơn ông Trump. Cái khảo sát có một mấy ngàn người gì đó, và họ đi cái báo cáo và họ cho là sự thật. Không biết, Nguyên không biết ai dẫn đầu hay ai không dẫn đầu. À, nhưng mà đối với Nguyên á, với cái tình trạng chính trị ngày hôm nay đó, thì với cái cách làm việc của bà phó tổng thống á, không được lòng dân yêu chuộng. Và bà không được lòng dân không phải chỉ là ở người dân mà cả luôn trong đảng của bà. Điển hình mình nói là phải có bằng chứng. Ngày hôm nay á, thì cái tổ chức mà cái nhóm mà kêu là Black Black Lives Matter đó, là người da đen đáng sống, mà đúng hơn phải nói là người da nào cũng đáng sống hết chứ không phải là người da đen. Thì cái nhóm này nó đang lên án đảng Dân Chủ, vì nó là đảng Dân Chủ mà họ lên án đảng Dân Chủ, và nó cho rằng là đảng Dân Chủ không có sự công bằng. Và cái hành động của đảng Dân Chủ đã bổ nhiệm bà phó tổng thống làm người đại diện đó, nó không đồng ý. Vì nó cho rằng là khi anh muốn bổ nhiệm ai đó thì các anh phải bỏ phiếu trong đảng Dân Chủ. Các anh phải thống nhất trong đảng Dân Chủ và các anh phải có những người đại diện cạnh tranh. Và để cho tôi chưa đưa người của tôi lên, tôi chưa có đưa ai lên hết, là các anh đã đồng ý một người đó rồi. Để cho các quý vị thấy rõ được là bà phó tổng thống không được lòng dân, thì cái khảo sát nó không phải là xác thực. Đối với Nguyên đó, tại sao đó, đối với Nguyên đó, bác Joe còn có cơ hội thắng. Nhưng mà đối với Nguyên đó, là cái cơ hội của bà phó tổng thống này nó càng ít hơn, càng ít hơn. Nhưng mà nói đi thì nói lại, đâu có ai biết được bầu cử tại Mỹ mà các quý vị. Đợt trước, 4 năm về trước, là Nguyên đã bị sai lầm quá to mà. Nguyên tưởng bắt Trump thắng, Nguyên đặt cược hết tài sản của mình. Nguyên đặt cược hết tất cả vào cho bắt Trump hết. Rồi Nguyên xuống sát với bắt chân, rồi cuối cùng Nguyên còn cái xác thôi. Nguyên còn có cái xác thôi. Ủng hộ bắt Trump, Nguyên xuống sát với bắt Trump mà Nguyên còn có cái xác thôi. Nguyên nè, nên là Nguyên cũng đã học cái bài học lớn đau. Chính trị tại Mỹ chúng ta không biết được. Trong cái giai đoạn này, chính trị của Mỹ nó có nhiều quá những cái bức bức màn đen tối, quá quá đen tối, và nó có không thấy rõ bầu cử tại Mỹ nó có quá nhiều sai phạm trong đợt vừa qua. Tuy rằng họ không thừa nhận, chính phủ Mỹ không thừa nhận, nhưng mà thực tế thì nếu ai nhìn lại cái bầu cử được đó, nó có quá nhiều cái khuất tắc và nó có quá nhiều cái bức màn đen tối, nên là cái điều đó nó dẫn đến nó sự thiếu sự minh bạch và công bằng. Nên là Nguyên không biết cái bầu cử sắp tới đây nó sẽ diễn biến như thế nào. Tuy rằng Nguyên không thích đổ lỗi cho cái điều đó. Đối với Nguyên, thắng là thắng, bại là bại. Dù người ta có dùng thủ đoạn nào đi nữa, thì trách nhiệm của chúng ta là ngăn chặn thủ đoạn. Chúng ta không ngăn chặn được là chúng ta bại trận. Cũng giống như trận đá banh, trọng tài có sự cứ là không nhìn thấy rõ mọi việc vấn đề, mà vô tình phạt sai thì cũng phải chịu thôi. Cũng phải chịu. Nên là cái vấn đề mà trong cuộc tranh đua thắng bại chúng ta phải chấp nhận. Nguyên không thích diện lý do này, diện lý do kia. Bản chất của Nguyên không thích điều đó. Lỗi là lỗi của lúc nào Nguyên cũng là lỗi của chúng ta. Làm chưa được đủ tốt. Chuẩn bị chưa được kỹ càng. Nên là cái vấn đề bầu cử tại Mỹ đợt này nó là đang ở trong một cái giai đoạn cực kỳ là phức tạp và chưa được rõ nét. Nên đối với Nguyên, cái sự tiên đoán của vị linh mục Brandon này đó, ông ta có thể là không phải là đoán sai đâu. Cựu tổng thống Donald Trump còn có thể bị đe dọa đến tính mạng nữa. Chuyện đó có thể xảy ra. Và cái điều đó phải nên thận trọng. Trong tương lai cũng có thể có một cái nhân vật thứ ba sẽ đứng ra tranh cử. Cũng có thể không phải là bà phó tổng thống. Có thể điều đó luôn. Hiện bây giờ còn nhiều, nhiều vấn đề. Hiện bây giờ nó còn đang ở trong một cái giai đoạn Nguyên nói là cái dùng xám bầu cử năm nay. Bầu cử năm nay là một cái năm kỳ nguy hiểm. Nên lý do đó thì các vị cũng biết là Mỹ đã điều động khí tài quân sự khắp nơi ở tại thế giới. Mỹ đã điều động quân sự ở tại châu Âu, B-52. Mỹ điều động binh sĩ ở tại Rumani để kèm kẹp Nga ở phía miền Nam. Mỹ điều động hàng không mẫu hạm, vũ khí hàng nặng của mình đến Philippines. Mỹ điều động vũ khí đến Nam Hàn. Mỹ điều động cái đống vũ khí để mà làm gì? Để sợ những cái quốc gia thù địch của Mỹ lợi dụng thời cơ mà đất nước Mỹ suy yếu, loạn lạc trong nội bộ chính trị. Các quý vị, thì lợi dụng đó mà tấn công. Mỹ bảo vệ Đài Loan nên Mỹ đã điều động rất là nhiều vũ khí, sợ vào ngày 11 tay chính trị của Mỹ có một cái giai đoạn nào đó, bầu cử không được tốt đẹp, im xuôi.
Rồi nội bộ đất nước Mỹ có thể xảy ra những biến cố thì những cái quốc gia Trung Quốc sẽ lợi dụng thời cơ tấn công Đài Loan. Nên Mỹ cũng đã chuẩn bị cho cái kịch bản đó. Mỹ cũng đã điều động khí tài quân sự và đã họp về cái đề tài này vào tháng 11. Nói chung chung thì Mỹ họ cũng biết cái điều đó. Chính phủ Mỹ họ cũng lo cái điều đó, họ lo từ trong nước và lo ngoài nước. Nên là họ đã điều động khí tài quân sự khắp nơi, những cái nơi trọng tâm để mà không xảy ra những cái sự đáng tiếc mà họ hối hận. Nên để cho các vị biết là chính phủ Mỹ cũng đang lo, chứ đừng có nói chi là người dân chúng ta. Chính phủ của Mỹ họ cũng đang lo. Các vị, đó là cái điều đó là chúng ta đã thấy rõ được là trong cái tháng 11 sắp tới đây nó sẽ có nhiều sự biến cố rất 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 là hấp dẫn. Và bây giờ thì cho Nguyên chia sẻ cùng các cô chú và anh chị em, các bạn mến thương, những cái bản tin khác. Thí dụ là bản tin của Pháp một chút xíu ha. Hiện bây giờ cái Thế vận hội của Pháp ngày hôm nay thì cảnh sát đã điều động hơn 45.000 cảnh sát. Hiện bây giờ cảnh sát đang ồ ạt để cho cái ngày khai mạc. Riêng về cảnh sát không á, 45.000. Ngoài cảnh sát ra thì lực lượng an ninh về quân đội sẽ có gánh vác cái vai trò lớn. Đây là các quý vị sẽ thấy khắp nơi ở tại Paris sẽ có những anh binh sĩ cầm súng, mặc trang bị của lực lượng quân đội, đứng khắp nơi chỗ. Lực lượng quân đội khoảng 50.000, lực lượng quân đội sẽ là 50.000. Trung Yên cảm ơn Mạnh Thường Quân đến từ Đài Loan. Thì đây là một cái sự, một nguyên đó là một cái sự an ninh đó, tối đa để cho cái Thế vận hội Olympic nó được suôn sẻ và không xảy ra. Khi lúc đó cái mối đe dọa đến khủng bố rất là lớn, rất là lớn. Và đây là cái Pháp đang nỗ lực tối đa để mà tổ chức cái Thế vận hội một cách im xuôi, tốt đẹp nhất có thể. Nhưng mà nhà tiên tri Linh Mục đã từng công bố rằng là có cuộc khủng bố ở tại Pháp. Có hay không thì Nguyên đang lo. Hiện bây giờ thì mấy ngày hôm nay thì Nguyên đang coi vé máy bay trở về Đan Mạch để có thể mở, tập trung vào công việc của mình và đóng thuế. Đóng thuế, nghe nó nhắc thế là Nguyên sợ quá. Đóng thuế, một cái số tiền thuế khá là khổng lồ. Đóng thuế xong xuôi, đóng thuế xong thì Nguyên chuẩn bị mở ra cái kênh mới để mà tập trung làm việc, mở qua cái kênh mới và những giấy tờ đối tác và công việc của Nguyên làm ở Đan Mạch cho nó xong. Thì nhưng mà bây giờ thì Nguyên đang coi vé máy bay rất là khó khăn các quý vị, lên Paris rất là khó, không có vé máy bay về rất là khó, vô cùng khó khăn luôn. Để cho các vị biết là hiện bây giờ năm nay Paris là kẹt cứng người. Nếu các quý vị nào có ý định ghé thăm Paris vào mùa hè thì phải chờ Thế vận hội kết thúc. Thế vận hội kết thúc thì các quý vị hãy nên đi, chứ bây giờ các quý vị đi thì vé máy bay nó cũng vé trên trời, vé ai trên trời, và khách sạn cái gì nó cũng đắt hết, và chỗ nào nó cũng kẹt cứng khách sạn hết. Bây giờ kiếm một khách sạn ở Paris không hề dễ trong cái giai đoạn này. Đó là bản tin liên quan đến Pháp nho nhỏ mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ, cho Nguyên cập nhật bản tin của Việt Nam ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì các quý vị cũng biết là cái câu chuyện liên quan đến anh nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Mà là một giọng ca mà có thể nói là khá là ấn tượng, khá là ấn tượng. Và một cái tên tuổi, một vị ca sĩ mà ai hình như thương ghét gì cũng vậy nhưng mà ai cũng biết. Thì gần đây sau khi cái vấn đề mà anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đeo cái huy chương lạ thì đã bị chính phủ Việt Nam phạt là 9 tháng không được trình diễn, có nghĩa là không được quyền hát, không được quyền làm cái nghề nghiệp ca hát của mình. Đó, vì lý do, nguyên nhân, lý do mà dẫn đến đó là bởi vì anh đeo huy chương lạ. Nó làm thuần phong mỹ tục, sai cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Đạo đức nhân phẩm và sức khỏe của người dân. Đó là những cái gì mà cái văn bản mà cáo buộc anh Đàm Vĩnh Hưng và cấm anh ta. Sau đó thì anh Đàm Vĩnh Hưng đi qua nước ngoài, ảnh khôn lắm. Ảnh đi qua nước ngoài, vì cấm ảnh trình diễn ở Việt Nam thì ảnh trình diễn ở nước ngoài. Cấm ảnh trình diễn ở Việt Nam thì ảnh đi qua nước ngoài ảnh trình diễn. Đó, ổng trình diễn. Thì ngay lập tức thì người ta khiếu nại. Người ta nói nếu mà cái lệnh trừng phạt này cấm Đàm Vĩnh Hưng trình diễn, mà Đàm Vĩnh Hưng trình diễn ở nước ngoài thì có tác dụng gì? Thì các quý vị biết là Đàm Vĩnh Hưng là một cái giọng ca khá là nổi tiếng và có rất là nhiều người mời show.
không ở trong nước thì ở ngoài nước. Nên là ngay lập tức thì chính phủ Việt Nam lại bắt đầu thấy cái hành động của anh Đàm Vĩnh Hưng trình diễn ở nước ngoài đã làm cho không hài lòng. Vì cái lệnh trừng phạt của mình nó vô tác dụng, nó không có giá trị gì hết. Ngay lập tức đã triệu hồi Đàm Vĩnh Hưng phải trở về nước để giải quyết cái vấn đề này. Và cấm tuyệt đối Đàm Vĩnh Hưng không trình diễn là không trình diễn ở đâu hết. Không trình diễn là không trình diễn ở đâu hết, chứ không phải riêng biệt Việt Nam. Nha, nếu mà anh sai phạm là chết với tôi. Chết với tôi. Chết với tôi. Chứ không phải là anh lợi dụng là không trình diễn ở Việt Nam, của anh qua bên Pháp, anh qua bên Mỹ, anh qua Canada, anh qua nước này nước kia trình diễn không? Tuyệt đối không. Đàm Vĩnh Hưng phải trở về nước. Và khi trở về nước thì Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng. Đã lên tiếng. Em bị quen. Em bị người ta gài bẫy. Chứ em có đeo cái huy chương lạ gì đâu. Đâu phải lỗi của tại em. Tại sao mà đã trừng phạt em như vậy? Em vô tội mà. Trời ơi. Em vô tội mà. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng đây là cái sự nó bất công. Nó không đúng. Đàm Vĩnh Hưng vô tội. Bị người ta gài bẫy. Bị người ta. Chứ em có biết gì đâu. Em có biết chánh chị, chánh em gì đâu. Người ta mặc đưa áo gì, em mặc áo đó thôi. Đó. Đó là những cái gì mà phía bên Đàm Vĩnh Hưng đã tiết lộ ra bên ngoài về cái sự bất công, về cái sự việc cho rằng là mình là nạn nhân, mình bị người ta gài bẫy, chứ mình không có làm điều đó. Đó. Thì bây giờ thì Nguyên cho Nguyên phân tích cái sự kiện để cho các vị biết mà lý do tại sao Đàm Vĩnh Hưng nó là bị người ta trừng phạt. Và cái phạt của Đàm Vĩnh Hưng nó rất là nhẹ so với cái tội danh. So với cái tội danh. Cái lý do mà các vị biết đó, cái huy chương của Đàm Vĩnh Hưng đó, nó là nó đeo lên đó, trong một cái ngày mà cái ngày quan trọng là ngày lễ của Việt Nam, ngày lễ mà cái cuộc chiến tranh ở tại Điện Biên Phủ. Và cái huy chương của Đàm Vĩnh Hưng hát ở tại đâu? Hát ở Hà Nội cơ, chứ đâu phải là hát ở chỗ bình thường, hát ở thủ phủ. Thì bởi vì cái giọng ca của Đàm Vĩnh Hưng với cái trình bày của Đàm Vĩnh Hưng và đeo cái huy chương lạ, nó làm cho bác trọng nhà ta tức tối mới ngã lâm bệnh, và bác trọng nhà ta mới đã không còn đó. Lỗi là lỗi của Hưng đó Hưng ơi. Lỗi của Hưng động trời như vậy mà Hưng không biết Hưng ơi. Nha, Hưng phạt chỉ có 9 tháng thôi mà Hưng tha la lên tha xuống. Gặp Nguyên là Nguyên cho Hưng là vô tù gục xương luôn. Nha. 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 Bởi vì cái huy chương lạ đó làm cho bác trọng bác coi lên đài bác tức, bác mới ngã ra bác bệnh, rồi bác đi rồi đó, đi xuống rồi ở dưới rồi đó, đó do là do Hưng không đó mà Hưng không biết, chết trời ơi, đó gặp Nguyên là Đàm Vĩnh Hưng là tội nặng lắm, chỉ có 9 tháng xi nhê gì. 9 tháng các vị, 9 tháng đối với Đàm Vĩnh Hưng cũng giống như đi nghỉ mát thôi. Đi du lịch 9 tháng thôi, 9 tháng sau làm nghề trở lại. Nghỉ mát, bây giờ không nghỉ mệt thôi, Đàm Vĩnh Hưng đâu có thiếu tiền đâu. 9 tháng đâu có xin nhê gì, phạt 27 triệu rưỡi. Trời ơi, cái con số là con số gì? Mà cái tội nó nặng như vậy đó, mà không nhìn thấy được. Các vị thấy Nguyên phân tích đúng không? Chứ bác trọng ngày xưa bác khỏe lắm mà, bác đâu có bị cái gì đâu. Hả? Thấy Nguyên phân tích đó đúng không? Nguyên ngồi Nguyên suy nghĩ lắm đó. Nguyên ngồi là Nguyên suy nghĩ, là Nguyên phân tích đó. Nguyên nói ây da, cái này là Đàm, đây là lỗi Đàm, là lỗi của Hưng chứ không lỗi khỏe, lỗi của Hưng chứ không có lỗi dài hết trơn đó. Nhưng mà chỉ có phạt 9 tháng thôi các quý vị, 9 phạt thôi. Ngoài ra thì trong cái văn bản đó, thì có Nguyên cho nói, Nguyên nhắc lại nữa là cái văn bản mà phạt Đàm Vĩnh Hưng thì tội rất là nhẹ, phạt nó không, cái tội phạt nó quá nhẹ đi. Nhưng mà cái điều là cái văn bản này Nguyên không có đồng ý. Cái văn bản nó giết ngộ quá. Nó giết ngộ quá. Cái gì mà có liên quan tới thuần phong mỹ tục của Việt Nam, cái huy chương thôi mà, là do cái sự ăn mặc, đúng không? Nên tại sao Nguyên nói đó, thầy của Nguyên đó, các vị biết là ai rồi, trân trọng giới thiệu thêm một lần nữa, thầy Nguyên, thầy Thích Trân Quang, đại tử ruột của thầy Thích Trân Dài. Thầy của Nguyên đó là bị cấm nói 2 năm là bởi vì nói sai, hay người ta cho là nói bậy, bị cấm nói. Nếu Đàm Vĩnh Hưng ăn mặc không đúng là phải cấm mặt mới đúng. Cấm mặt mới đúng. Em phải cấm mặt mới đúng. Chứ không phải là cấm hát, là cấm mặt.
À, đối với Nguyên là đúng theo, là mình phạt đúng theo hợp lệ, là mình cấm mặt. Mình cấm mặt luôn, không cho mặt luôn. Cho mày biết chứ tao, đó, mày biết, đó, mình phải làm như vậy. Thì nó mới hợp lệ, nó mới hợp lệ vấn đề đó. Đối với Nguyên là cái phạt đó nó không có đúng. Cái phạt mà phạt nặng là do là bởi vì làm cho bác trọng tức giận thì mình phạt nặng. Phạt nặng vào. Đó, phạt nặng vào. Còn cái vấn đề mà quần áo đó thì phải phạt đúng. Còn phạt hiện nó sai chức quốc à. Phạt hiện chức quốc à. À, nó là sao Nguyên thấy có nhiều cái văn bản của Việt Nam phạt đó, Nguyên thấy nó không có hợp lý. Nó không có hợp với cái logic. Nên là mình phạt đó thì phải phạt cho nó đúng các quý vị. Chúng ta nói thì phải nói cho nó đúng, cho nói sai thì người ta khi dễ mình. Nên là cái điều đó thì Nguyên thấy. Ngoài ra thì có liên quan đến vấn đề mà đạo đức nhân phẩm thì Nguyên cũng chẳng biết cái quy chương có liên quan về đạo đức nhân phẩm nữa. À, cái điều đó là cái điều đó. Còn về sức khỏe thì đúng. Trong cái văn bản nó có nêu lên xuống là sức khỏe nữa. Nên là sức khỏe là bác trọng thấy rõ rồi đó. Nó là phạt là đúng, phạt vấn đề sức khỏe là đúng. Nên là cái nào đúng thì mình nói đúng. À, đây là cái bản tin liên quan đến nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mà được nhiều người yêu mến. Cho Nguyên hỏi là trong diễn đàn của chúng ta hiện bây giờ có gần 10.000 người đang xem. Ai yêu mến cái giọng ca của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong Nguyên số 1? Ai yêu mến Đàm Vĩnh Hưng trong Nguyên số 1? Đàm Vĩnh Hưng có nhiều người yêu mến lắm. Đó. Giọng ca là tuyệt vời mà. Nhiều chứ thấy không? Nhiều cô chú anh chị em đã ủng hộ rất là nhiều. À, có nhiều người không nhưng cũng có nhiều người có. Lúc nãy thì Nguyên thấy có một comment gì đó là cái gì mà nếu mà Đàm Vĩnh Hưng không mặc là ối chết ha. Cái đó thì Nguyên không biết được.